Tết mãi mận với Jun ở bên Hà đi. Cái Tết tuổi thơ của ai mà có mấy cái gói xí muộn, mấy gói snack mà nhỏ nhỏ này là cũng dữ dội lắm à nha. Nhưng mà hàng này hôm nay không phải là chỉ có mua mấy cái này đâu nha, đây là hàng bánh tráng trộn và nước mía ngay bên cạnh luôn. Hôm nay tôi đi là nằm ở số 142 Phan Trung, đường năm cũ á mọi người, sát sau của cây Phan Trung á nha. Ở đây thì sẽ có là bánh tráng trộn ăn vặt nhà mì với cả nước má rau mía mix. Ở cái việc ăn bánh tráng trộn khô không có nước uống nha, hai cái bên cạnh nhau quá là tiện lợi luôn ha. Bây giờ thì mượn chị chủ cái bàn và ngồi xuống vào việc thôi ha. Đầu tiên chính là tiền đâu, à không, đầu tiên là bánh tráng trộn sốt trứng muối. Cái này là khi mà tôi nhìn chị ấy làm tôi biết đẫm sốt cực kỳ rồi. Thì thêm cái sốt trứng muối này là sẽ tạo cái vị béo á mọi người, mà cũng chua chua ngọt ngọt, với lại thêm cái vị béo là vừa chứ không có bị béo lắm đâu nha. Theo là bánh tráng cuộn, món này thì quá là ưng mắt của tôi rồi. Sốt chấm đi kèm đẫm bơ khá là ngon luôn ha. Để nào thiếu được cái bánh tráng cuộn này nữa cơ. Đầu tiên tôi ăn cái loại bánh tráng cuốn mà đẫm sốt như thế này luôn đó mọi người. Nào mà ăn bánh tráng trộn mê xoài như tôi thì ở đây có sẵn cái món xoài trộn này luôn này. Hỏi phải xin xoài khi trộn thêm bánh tráng nữa nha. Món tiếp theo là bánh tráng chấm muối tắc. Dọc bánh tráng sẽ đi kèm với một cái khay nước chấm thế này này, quá là tâm lý luôn. Siêu cú luôn, mà được một cái là giá cực kỳ phải chăng luôn nha. Tất cả các loại là chỉ có 22.000 một loại thôi. Có cái bánh tráng sốt trứng muối là 25.000 thôi đó. No rồi thì mình bắt đầu có úp nước nha. Menu của cái tiệm nước mía này thật sự rất là nhiều món luôn. Cũng như là những cái món nước mía mix này, rau má mix nữa. Cái trà tóc thảo mộc này khá là nhiều topping mà uống cũng hay hay nha mọi người. Bị ghiền cái món rau má khoai môn sữa dừa ở đây á, nên thử cái món nước mía chân châu cốt dừa ở đây nha. Topping chân châu cốt dừa trên mê lắm luôn đó. Giá cả cực kỳ ổn áp nha, từ 10 tới 20.000 thôi à. Thử liền nha, giờ thì bye bye. Mới tìm được một cái món này cực kỳ hay ho cho mọi người ăn vào cái dịp Tết này luôn. Đầy đủ chất dinh dưỡng mà không có sợ bị béo nha. Cái gạo lứt hay là bún gạo lứt thì tôi biết rồi, nhưng mà cái món bún cá niêu gạo lứt thì lần đầu tiên tôi biết đến luôn á. Có cá, có bún gạo lứt đặt trong một cái niêu nè. Sau khi xếp tất cả các nguyên liệu vào trong tô thì sẽ được đặt lên bếp. Sau đó là tới công đoạn thêm nước dùng rồi bật bếp lên cho xô một cái là bưng ra bàn cho mình ăn nha. Cái món chủ đạo chỉ có là bún cá niêu gạo lứt với cả sữa gạo lứt thôi mọi người ạ. Cá niêu sẽ có hai mức giá nha. Một là mức giá 55.000 cho tô bình thường và 75.000 cho tô đặc biệt luôn. Tức là topping nó không khác gì nhiều lắm đâu, nhưng mà tô đặc biệt sẽ có thêm một miếng cá lăng tươi như thế này này. Ăn đi kèm với các loại rau được mang từ miền Tây sông nước lên luôn. Có ngò gai này, rau quế này, hẹ này, rau đắng, cải cay non với cả giá nha. Trong bát thì có sẵn cả hoa điên điện rồi đặt súng các kiểu nữa cơ. Tôi thử một cái miếng nước dùng của quán thì thấy cực kỳ ngọt thanh luôn mọi người ạ. Sẽ có một cái vị chua chua nhẹ nha. Dùng tuy là không có phụ gia, không có dầu mỡ gì nhưng mà đậm đà lắm luôn á. Xong rồi là kết hợp với cái sợi bún gạo lứt này cực kỳ hợp luôn. Kiểu như đã gạo lứt mà còn cá là healthy lắm luôn đó mọi người. Nhưng mà đừng có tưởng cá là tanh nha, cá không có tanh một xíu nào luôn á. Miếng chả cá thắt lát có vị rau thì là cho tới cái miếng cá lăng được chiên vàng lên mà quyện lại không có bị tanh một xíu nào luôn á. Đặc biệt là ở quán có một cái topping đó là măng ngâm nhà làm nha. Ê mà ăn hơi bị cuốn luôn đó, đừng cá là muốn ăn nhiều, ăn quán cho ăn thoải mái này. Thực sự đây là một cái món ăn sáng cực kỳ hợp lý cho mọi người luôn á. Để chắc bắp thêm chất dinh dưỡng thì mình làm ly sữa gạo lứt hen, nước được nấu vừa phải không có bị ngọt một chút xíu nào hết á. Bạn nhân viên ở đây thì phục vụ cực kỳ nhiệt tình và nhanh tay luôn á. À quên giới thiệu, quán hôm nay tôi đi có tên là Hoa Ngư Hoàng bún cá niêu gạo lứt ở số 211 N1 phường Thống Nhất Biên Hòa Đồng Nai. Đây là món thương hiệu độc quyền và có chi nhánh ở Bình Dương, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Biên Hòa nha. Thử nha, giờ thì bye bye. Và mê trà sữa nhà làm, ti tỉ các món thạch nhà làm thì vào đây ngay và liền nha. Nay mới tìm tòi được một chiếc quán với những cái món topping nhà làm cực kỳ xịn sò đây. Nói là quán thì cũng không đúng, mà đây chỉ là một cái mô hình như cái kiosk đó mọi người. Menu vừa to vừa hoành tráng, rất là nhiều món luôn. Xương xương cái menu là mọi người thấy được giá đúng không? Nó có tên là Candy Tea, nằm ở đường Lưu Văn Viết. Mọi người cứ chạy tới chợ Tân Phong nhìn qua đối diện là thấy con đường này liền à. Cái dàn topping nhà làm á hả, mê quá là tôi xin chị em mỗi cái bài một tí cho mọi người xem này. Xương xương là có chân châu thạch củ năng, thạch phô mai, chân châu phô mai, các loại bút đinh, bánh flan nữa, các loại thạch trái cây với cả khúc bạc luôn nha. Cái ly trà sữa với cả matcha là full topping luôn á mọi người. Mỗi cái ly là bự chành dành gần bằng cái mặt tôi luôn, mà chỉ có 28.000 thôi nha. Khá khá các loại topping rồi đó mọi người. Sữa khá là thơm mà không có bị ngọt gắt nữa. Cái cây hôm nay tôi chọn là trà cam đào dâu tây, tặng các loại topping như là thạch sợi nữa này. Thơm đẹp mắt và khá là vừa vặn luôn. Thường thì tôi uống sữa tươi chân châu đường đen, nhưng mà hôm nay tôi uống cacao chân châu đường đen nha mọi người. Chân châu mềm dẻo vừa phải, cacao không quá đắng, dễ chịu nha. Cuối cùng là sữa tươi trái cây, tôi thích cái món này nhất luôn này. Màu cũng đẹp mà cái vị thì fresh lắm luôn á. Ra thì chủ tiệm có bán cả cà phê với cả lục trà các loại luôn. Được rồi, bà nào mê trà sữa nhà làm, mê topping nhà làm thì ghé đây thử nha. Giờ thì bye bye.